Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại cơ sở của anh Bình ở Bình Minh, Vĩnh Long để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng. Hôm nay hàng sai đại có nha quý cô chú anh chị. Khế, khế chua, khế ngọt, khế gân, ổi, mai chiếu thủy ha. Giờ mình gặp anh Bình để giao lưu chi tiết với anh nha. Rồi chào anh Bình ơi. Dạ, chào Tính, chào kênh LTK Bonsai. Dạ, kính chào cô chú anh chị em đang xem kênh. Mình là Bình ở Bình Minh, Vĩnh Long. Số điện thoại là 0347 232 237. Đó cũng là số Zalo của mình. Hôm nay thì mình có một số phôi cây tổng hợp, size nhỏ cũng có, size lớn đại cũng có, để giới thiệu đến cô chú anh chị em xem kênh. Coi cái nào ưng ý thì ủng hộ dùm, mình rất cảm ơn. Đầu tiên thì mình cũng xin tranh thủ thời gian là mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một cái cây phôi hoa giấy. Này là hoa giấy cao bồi hai màu, trắng và tím đó. Mình xin xoay một vòng đó, rồi để cô chú anh chị em xem, rồi mình sẽ đo cái thông số để báo cho cô chú anh chị em. Rồi đo cái chiều cao trước đi. Chiều cao là 119. Hoành thân ở vị trí này là 45, đo trên cổ ở trên, đo để tham khảo là 31. Cái mình của cái phôi này là 47. Đây, nó giống như hình thú, có cái đuôi ở đây. Rồi cây này nó có cái cành phóng bay rất là đẹp. Lên mầm hết ha. Cây đang rất là khỏe. Này là không bao lâu là mình sẽ bẻ tay cành rồi. Rồi cái cây phôi hoa giấy cao bồi hai màu số 1 này mình xin giao lưu là 2 triệu. Bao sống bao ship. Cây đang sống rất là khỏe. Cây này nó có cái thân dặn ở chỗ cổ này cũng rất là đẹp. Đây. Rồi. Rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay là một cái phôi ổi số 2. Ổi này là chủ vườn nói là ổi nữ hoàng, mà mình một lô rồi mình cũng giao lưu cũng còn mấy phôi. Phôi này là nó đặc biệt là cái rễ nó xù. Cây đang sống rất là khỏe. Mình xin đo cái thông số. Chiều cao là 64. Hoành thân đây là 46. 64, 46. Cây phôi ổi số 2 này mình xin giao lưu là 900 ngàn. Bao ship, bao sống. Cây đang bữa nay nó ra cái nụ mình. Ra bông, ra bông. Nó đang ra bông. Rồi tiếp tục cây phôi ổi số 3. Rồi mình xin đo cái thông số của cây này. Chiều cao là 56. Hoành thân là 47. Cây này nó xù cái đế rất là mạnh nha cô chú anh chị em. Đây, có cái cành bay bên này. Rồi cây phôi ổi số 3 này mình cũng xin giao lưu là 900 ngàn. Bao ship, rất là dễ chơi. Tiếp tục cái phôi ổi số 4. Phôi này nó có cái tông hơi cao hơn mấy cây kia, nhưng mà mỗi cây một vẻ. Cây này cũng xù. Mình xin xoay một vòng cho cô chú anh chị em xem cho nó kỹ. Cái thông số chiều cao của cây này là 76.
Hoành thân là 32. Rồi cái cây số 4 này mình cũng xin giao lưu là 900.000 bao ship. Rồi tiếp tục cây phôi ổi số 5. Cây này cũng tương đối đẹp nè, cành bay rồi, cây cũng lớn, đế xù. Mình xin xoay một vòng cho cô chú anh chị em xem, cây đang rất là sung sức. Chiều cao là 69. Hoành thân là 46. Rồi cái cây phôi ổi số 5 này mình xin giao lưu là 1.200.000. Xuống đài đi. Dạ. Mấy được. Mấy cây này nó cũng mấy cây nữa. Rồi, tiếp tục cây clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em phôi mai chiếu thủy trung nu, nu đột biến gì đây, nó quá trời nu luôn nha, cái nào nấy bằng ngón tay cái mình, có khắp thân hết. Cây cũng đang sống khỏe, cái này giờ vô dây cũng được rồi. Chiều cao là 54. Hoành thân là 36. Rồi. Cái cây mai chiếu thủy trung nu số 6 này mình xin giao lưu là 800.000 bao ship. Nu này quá trời nu luôn. Rồi. Qua đây nè, qua đây nó lật à. Rồi, được rồi. Rồi tiếp tục cái phôi mai chiếu thủy số 7 là da đen. Da đen lá lớn. Phôi lùng. Đây, cũng có một số bẻ một số tay cành sơ sơ rồi. Chiều cao của cái phôi này là 54. Hoành thân ở đây là 62. Bị cốp cái đầu ở đây đi, 62 đi. Rồi. Chỗ này đặt hết nè. Rồi cái phôi mai chiếu thủy da đen lá lớn số 7. Này mình xin giao lưu là 2.400.000 bao sống bao ship, nhưng mà nếu mà giao lưu thành công mình xin rút cái chậu xi măng này lại nha cô chú anh chị em, mình sẽ bó bầu gửi cho cô chú anh chị em cho nó tiện. Rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay là một phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn. Cây một củ nạc rất là đặc. Mình xin đo cái thông số. Chiều cao từ đỉnh xuống mặt bầu là 92. Hoành thân là 64. Xây một vòng này đây để nó nở ra. Rồi cái cây phôi số 8 mai chiếu thủy da xanh lá lớn này mình xin giao lưu là 2.900.000. Đây nữa, bẻ cái cành xuống đây cũng đẹp.
Đây, tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình xin gửi đến cô chú anh chị em thanh lý cặp khế gân nhỏ này, thấy còn ít cho nên mình cáp nó thành cặp luôn. Mình xin đo cái thông số chiều cao của cây lớn này nè là 67, cây nhỏ là 44. Vành thân này là 33. Bên này thì vành lại lớn hơn. Vành này 37. Rồi một cặp khế gân mình xin giao lưu là 1 triệu mốt. Rồi. Rồi tới cây này nó hơi nặng rồi, chắc nhờ em qua đây quay giùm anh. Rồi. Rồi, tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em là một cái cây khế gân. Cây này là cái tông cao thiên nhiên. Cây này rất là giống này sai trái quá. Khi mà mình khai thác cái cây này là mình bẻ gần 10 kg trái đó cô chú anh chị em. Rồi. Đây, đó. Bây giờ nó tai cành đồ, xương cành đồ đầy đủ hết trơn. Mình khai thác, mình giới thiệu đến cô chú anh chị em chiều cao. Ồ, chiều cao là 1,5 m nè. Tán ngang là cũng 1 m. Rồi. Mình đo cái thoát thân đi. Thoát thân là 6 tấc. Cái hoành là 35. Đây, cái đế đều hết. Cây rất là có duyên. Anh chị em nào thích thì để như vậy chơi luôn, còn không thì về mình kéo tàn sửa sơ sơ lại tí nữa là nó tròn cái tàn lại rất là đẹp. Khi nó rồi mình khai thác nằm ở dưới đất thì trái quá trời trái luôn. Rồi cái cây phôi, cái cây khế gân số 10 này mình xin giao lưu là 3.500.000 bao ship. À, rút chậu. Cây nói chung là chậu xi măng mình xin rút lại, tại vì vận chuyển nhưng bằng chậu xi măng nó cũng hơi khó. Còn nếu mà gần sao em, ý là bao ship toàn quốc đó. Bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em là một cái phôi khế ngọt. Đây, phôi này cái bộ đế rất là đẹp, đế già u nần. Nó khế ngọt mà cái thân là liền sạch luôn, cây đang đâm mục luôn. Mình xin đo cái thông số. Chiều cao là 1,1 m. Hoành nó nở dốc lên cho nên mình đo 2-3 vị trí nha, để cho anh chị em tham khảo. Ở đây là 82, còn nếu mà xuống chút xíu là 98 đó, đó để tham khảo nha. Cái đường kính bầu là 90, kéo hình đó mềm. Tổng hoành đế này chắc cũng cỡ cái dây này 1,5 m, cỡ này 2,2 m ạ. Này chắc cỡ 2,2 m. Dịnh ở đây em. Bốn mươi với 1,5 m. Ủa cái này là này mà đo ngược xe dây. 1,2 m với 1,5 m là 2,7 m, cỡ 2,5 m đi. 2,4 m, 2,5 m mình đo hạo hạo, tại vì cái dây này nó không tới. Rồi cái cây phôi khế ngọt số 11 này mình xin giao lưu là 6 triệu bao ship 200 cây nha cô chú anh chị em. Bao sống bao ship 200 cây. Còn nếu mà xa hơn thì cô chú anh chị em mình thương lượng với nhau. Này chưa có xử lý keo ha. À chưa, anh để đây nè. Rồi đổi lên đây. Rồi, tiếp tục cái phôi khế chua số 12.
Hôm nay mình có nhờ em quay một số phôi cây hơi lớn lớn cho nên là làm cũng tranh thủ. Rồi. Mình đo cái chiều cao. Chiều cao là 1m1. Cây nó đang ra tược rồi. Bình thân mình đó đây là 123. Hạ xuống cái nữa mày mày. Nó cái đế đều hết bốn bên luôn nha. Để nhờ em đi một vòng. Rồi ở đây vịn nó đó nhìn đi. À, 2m7. Cái hoành tổng hoành đế 2m7. Chiều cao 1m1, cái hoành thân đây là 1m25, 23. Đế bỏ đều hết nè. Chỗ nào cũng có hết. Đây mà cái cây nó nở cái dốc ra nha, cái dốc ra giống như là cái núi vậy đó. Đây nó nở ra. Chỗ nào cũng có đế đều hết. Đây. Đều bốn bên hết. Rồi cái phôi khế chua số 12 mình xin Zalo với cô chú anh chị em là 12 triệu. Bao sống bao ship 200 cây. Thì cũng vậy, nếu mà xa hơn á, thì mình sẽ thương lượng. Không có gì hết, mình rất là dễ mua bán. Mong cô chú anh chị em xem và ủng hộ. Nó giống như cái hòn non vậy ha. Đây nè, nó vuốt lên. Vuốt đây rất là nhỏ. Nếu mà cô này là có 58. Rồi, cái đọt ở trên 58, ở dưới là 125. Rồi, tới tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị em xem và coi ủng hộ giùm. Mình có về ba cây mai chiếu thủy. Xin lỗi, nguyệt quế lá xoắn nè. Toàn bộ lá xoắn hết, nhưng mà bông thì mình chưa thấy mặt bông. Lá xoắn. Rõ ràng là lá xoắn hết. Cây rất là già. Khi mà khai thác trong vườn của anh này thì anh nói là cây này của ông để lại là khoảng 70 năm. Cây già quá chừng già luôn. Có người khuyên mình là về nên vệ sinh mấy cái lớp da ngoài này để cho nó láng mướt, nhưng mà mình thấy độ già này vậy để nó thấy nó cho nó lạ lạ. Rồi, cây này có dáng bay. Mình đo cái cành bay đi ha. Đo cành bay tới đây đi là 96 đây. Hoành thân là 73 đây. Nó có bị một cây này nó có bị một lỗi đây tí xíu nè, nhưng mà nó lành nha, nó không Sành có gì nha, sành sành hết. nha. Đây 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 đó, mấy cây này cô chú anh chị em nếu mà có cần thông tin thêm thì mình cứ gọi hoặc là nhà liên hệ với mình để mình quay trực tiếp để cho cô chú anh chị em, tại vì lúc quay clip này cái thời gian nó cũng có hạn. Đây nó có cái bộ rễ nó thả qua đây rất là đẹp, cái thân ở ngoài rất là lắc lượng nè, nó lắc qua lắc lại. Rồi cái cây phôi số 13 này mình xin giao lưu là 8 triệu, bao ship 200 cây. Rồi tiếp tục cái phôi nguyệt quế cũng lá sắn luôn, 3 cây. Đó. Đó cái chiều cao. Chiều cao là 130. Tiếp tiếp một cái. Rồi. Tổng cái hoành. Bên này ngược tay. Tổng cái hoành đây là 100, 101, 100. Nó đạt hết bên đây nha. Đây. Cây này mình cắt cái dạng để thiên nhiên. Tự nhiên, có sao mình để vậy mình không có thun nó gì hết. Cắt cành lại chỉ cắt ngắn lại. Cây này có cái thân chủ bên đây rất là đẹp nè. Đo tổng cái hoành đế đi.
Cái này chắc cũng cỡ mét chín ạ, hơn mét chín ạ. Cái này cỡ 2 mét. Để luôn đi. Ừ. Đó, tổng cái hoành đế cỡ 2 mét. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Lâu lâu mình mới sưu tầm được một lô cây vậy. Rồi cái cây phôi số 14 này mình xin giao lưu là 15 triệu, bao ship 200 cây. Còn nếu mà xa hơn thì cô chú anh chị em mình thương lượng với Bình. Nếu mà đồng ý chốt thì mình có lẽ mình sẽ giao bằng xe tải, chứ cái này là không thể nào ship được. Rồi. Rồi. Tiếp tục cái clip ngày hôm nay. Cái cây Nguyệt Quế số 15 này là cũng là cây cuối clip. Đó, mình cũng xin nhờ em đi một vòng để cho cô chú anh chị em tham khảo cho nó rõ. Tàn đa 5 thân ngũ phúc, nhưng mà rất là đẹp. Điều cây nó già nhưng mà cái sức sống nó đang rất là mạnh nè, cái mấy tược non nó ra non nhút. Đây cây già mình để nguyên luôn, đo cái chiều cao để tham khảo nha, là 137. Đây. Rồi. Cây này nó đế nó đều hết bốn bên luôn. À để nó cái hoành. Tiếp em cái đây 98. Rồi nhích qua nhích lại chắc cũng em 100. Không có cấn cái gì hết, cây này tròn thân. Cái này là hoành thân là 98. Đế cứng bầu luôn. Đế đặt hết nè, đều hết nè. Cái này nếu mà mình về lắp lên đây tí xíu thôi. Đó, cái này bị men gà nãy nó bư ra. Rồi cái cây Nguyệt Quế này lá xoắn nhưng mà bông thì mình chưa biết bông chùm hay là bông cũng rơi rơi. Cây Nguyệt Quế số 15 này mình xin giao lưu đến cô chú anh chị em là 15 triệu. Bao sống bao ship 200 cây, 200 cây. Rồi. Nếu mà cô chú anh chị em nào có nhã ý mình chốt được 3 cây thì cái giá mình sẽ thương lượng lại. Nói chung là nếu một cây thì nó vậy, nhưng mà 3 cây một nơi thì mình sẽ giảm cái chi phí vận chuyển. Rồi. Thì mình sẽ tính cái giá lại cho cô chú anh chị em. Rồi. 3 cây giá hữu nghị hơn, 3 cây là đảm bảo giá cực kỳ hữu nghị. Rồi cái cây số 15 cũng là cái cây cuối cùng của cái clip ngày hôm nay. Cuối clip mình cũng xin kính chúc cô chú anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.